Chào các bạn, như đã nói với các bạn trước đây là Chân Người Bò sẽ trình bày một số cái thông tin về cái ngành chăn nuôi bò Úc, cũng như là nói về con bò thịt và thịt bò để các bạn có thể có những cái thông tin cơ bản và mình hiểu về nó, cũng như mình sẽ có những cái chọn lựa khi có nhu cầu nuôi hoặc là nhu cầu sử dụng cái thịt bò. Thông thường thì cái con bò mà ở bên Úc mà chúng ta nhập về Việt Nam á, để nuôi á, thì nó có nhiều cái giống khác nhau, và chúng ta quen gọi là bò Úc là gọi theo cái xuất xứ. Tuy nhiên mỗi cái quốc gia hay mỗi vùng lãnh thổ thì nó đều có nhiều cái giống bò, chứ không phải là chỉ là bò Úc. Chúng ta có bò Mỹ, bò Nhật, bò Lào, rất là nhiều loại bò. Ngay cả bò Việt Nam thì mỗi cái quốc gia và vùng lãnh thổ như vậy, họ có thể nuôi những con giống sao cho thích nghi với cái điều kiện khí hậu môi trường ở cái quốc gia hay vùng lãnh thổ của họ. Thì chúng ta biết Úc là cái nơi mà hiện nay mà Việt Nam nhập cái lượng bò về rất là lớn. Thì trong những cái lượng bò cũng như những cái cá thể bò nhập về Việt Nam á, thì nó có nhiều giống khác nhau và nó có nhiều cái trọng lượng cũng như nhiều cái đặc tính rất là khác. Thì hôm nay Chân Người Bò sẽ nói về cái câu chuyện thứ nhất, đó là nói về giống bò và giá thịt bò Úc để mọi người có thêm cái thông tin. Dĩ nhiên trong cái khuôn khổ mà viết ở trên Facebook hay trên YouTube thì cũng không có thể viết một cách theo như lý thuyết được, hay là một cách diễn giải quá nhiều, thì có thể tóm lược như thế này. Thì hiện nay mình nhập bò từ Úc về Việt Nam để nuôi bò béo, có nghĩa là nhập cái trọng lượng nó khoảng từ 280 đến 300 kg, mình nuôi cho đến 500-600 kg mình giết mổ thôi các bạn. Cũng có một số trường hợp các doanh nghiệp họ nhập về cái bò 400-500 kg luôn, rồi họ chỉ bồi dưỡng lại, làm cho nó khỏe mạnh lại trong cái thời gian ngắn khoảng từ 15 đến 21 ngày thì cũng có thể giết mổ và bán ra thị trường. Thì hiện nay các giống bò phổ biến nhập về Việt Nam thì gồm có giống Brahman. Brahman thì nó có hai cái tính trạng màu lông, đó là trắng và đỏ. Cái giống tiếp theo là giống Brown Master, là nó màu đỏ. Rồi cái giống Angus hay gọi là bò cọp thì nó có loại đỏ và đen. Hay là cái giống Charolais thì nó màu kem. Và còn nhiều giống nữa, Hereford rồi rất là nhiều thì cũng không tiện kể hết cho các bạn, nhưng đây là những cái giống cơ bản. Thì thường thì khi nhập số lượng lớn nên con giống trong đàn là ngẫu nhiên các bạn. Thì khi bên Úc người ta nuôi bò như nó hằng hà luôn, coi như là khi mình mua thì người ta sẽ luộc cái con biểu gì, cái này con bò mình đem về mình vỗ béo chứ không phải là con bò giống, cho nên cái quá trình chọn lọc nó cũng không ở mức khắt khe lắm. Thì thường thì người ta sẽ làm ăn đã quen biết rồi, thì khi bạn đặt hàng thì yêu cầu kích cỡ như thế nào thì họ sẽ lựa cái lùa cái lượng bò với cái trọng lượng như vậy ra để các bạn đem về. Thì thường thì trong những giống mà kể trên thì hai cái giống Brahman và Ramaster thì nó chiếm đa số. Thì phần lớn những con bò này nó đem về Việt Nam thì cái khả năng chịu đựng cũng như là thích nghi với cái môi trường ở Việt Nam nói chung khá tốt. Thì đây là hai cái giống mà nó chiếm đa số, thì còn lại thì cũng có các giống như là Angus và cái giống Charolais và một số giống khác. Thì mỗi giống bò nó có đặc tính và phẩm chất giống khác nhau nên cái tỷ lệ thịt sẻ cũng như cái chất lượng thịt là khác nhau. Ngoài ra thì cái quá trình các bạn nhập về rồi chăm sóc nuôi dưỡng cho ăn uống các thứ thì nó cũng nó quyết định tạo ra cái chất lượng thịt. Thì ngoài cái yếu tố giống thì cái vấn đề dinh dưỡng, thức ăn, rồi nuôi dưỡng, chăm sóc thì nó sẽ quyết định cái chất lượng thịt. Chính vì vậy đó các bạn, cho nên mỗi cái con bò hay nói cách khác là mỗi cái giống bò nó có một cái đặc tính giống khác nhau và nó có cái thành tích khác nhau. Cho nên khi chúng ta giết mổ nó để đem cái thịt ra cho cái người dùng người ta ăn thì nhìn nó là hai cục thịt bò thì giống nhau, nhìn vô thì cũng là cục thăn bò ngoại, thăn bò nội hay là ba chỉ hay là nạc vai, nạc đùi gì đó vân vân. Nhưng ở trên hai cái con bò giống khác nhau thì nó sẽ cho ra chất lượng thịt khác nhau, mặc dù nuôi cùng một trang trại, cùng một ô chuồng, cùng một công thức cho ăn nhưng nó khác nhau về đặc tính giống, cho nên cái
thành tích cũng như cái chất lượng nó khác nhau. Thì chính vì vậy cho nên khi các bạn đi chợ hay đi siêu thị mà chúng ta mua thịt bò Úc, thường thì người ta mua, người ta chọn loại thịt, ví dụ là cần mua thịt thăn hay là nội hay thăn ngoài về làm steak hay là ba chỉ cồn để mình nhúng mình cuốn gì đó vân vân các bạn, thì bạn kêu tên cái loại thịt, chứ ít ai mà hỏi cái bán cho tôi cái thịt bò này giống A giống B nào đó thì là không. Cho nên thì có một số các bạn vô những cái shop các bạn thấy ủa sao có cái cục thăn bò ngoài chỉ là 3 đến 400 ngàn hoặc là hơn một chút, nhưng có những cục nó lại lên tới 500-600 ngàn, thậm chí có những cái thịt bò Úc lên tới vài triệu. Thì đó là nó do cái vị trí thịt trên từng con bò giống và cái cách người ta tạo ra cái chất lượng thịt. Thì các bạn thấy trong các cái giống đó thì nếu những người làm chuyên môn thì họ sẽ hiểu rất là dễ, nhưng mà nếu các bạn không có chuyên môn thì có thể các bạn cũng rất là dễ nhầm lẫn. Bởi chúng ta thấy rằng cái cục thịt bò thì nó là thịt bò, cho nên là không có quan tâm lắm về những cái phía trước đó của nó. Và cụ thể đây, nếu chúng ta ăn cái thịt bò Angus thì cái chất lượng thịt nó ngon hơn, bởi vì cái tỷ lệ thịt sẽ con bò Angus nó cũng tốt hơn, cấu trúc thịt cũng như cái mùi vị và cái độ mềm của thịt bò Angus nó cũng sẽ ngon hơn. Thì nếu các bạn có dịp chúng ta đối chứng, chúng ta thể mua hai miếng bò cùng cái loại thịt nhưng với cái tên giống khác nhau, các bạn có thể tìm một miếng bò thịt của Úc, một miếng thịt bò Úc mà nó giống là Angus ở vị trí thăn ngoại và một con bò giống là Ramsay cũng vị trí thăn ngoại, thì các bạn thử làm một miếng steak thì các bạn sẽ thấy nó rất là khác. Thì hôm nay chân bò sẽ chia đã chia sẻ với các bạn một vài cái thông tin như vậy, và lần tới các bạn sẽ đón xem chân được hay và lắng nghe chân nuôi bò nói thêm về cái việc nhập và nuôi bò Úc ở Việt Nam. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại lần tới. Xin chào. Chào các bạn, như đã nói với các bạn trước đây là chân nuôi bò sẽ trình bày một số cái thông tin về cái ngành chăn nuôi bò Úc cũng như là nói về con bò